Một phụ kiện cũng không thể thiếu khi mà anh em mới mua xe, đấy là bộ camera hành trình. Đây, như chiếc Toyota Cross này thì anh chủ vừa mới lấy xong và ra lấy xe xong thì anh đã qua bên em Agala Thái Nguyên để nâng cấp cho mình bộ chiếc camera hành trình ngon bổ rẻ theo đúng nghĩa. Đấy, đây là bộ camera hành trình của 70 mai A500S phiên bản quốc tế, và bộ camera này nó sẽ gồm cả mắt trước và mắt sau, ghi hình đồng thời cả trước và sau cho anh em nhé. Đấy, với độ phân giải đằng trước là 2K và đằng sau nó là 1080 cho hình ảnh sắc nét, và thứ hai là anh em khi mà anh em có thể nhìn thấy là khi lắp một cái bộ camera hành trình vào cái vị trí này nó rất là nhỏ và gọn. Đấy, hỗ trợ xem lại trên điện thoại, nên là khi anh em muốn trích xuất video xem lại trên điện thoại, xem lại cái video của mình thì rất là dễ dàng, chứ không cần phải tháo thẻ nhớ ra nữa, mà anh em chỉ cần kết nối với điện thoại và xem lại trực tiếp trên đấy. Mắt đằng trước sẽ được lắp ở vị trí đằng trước của xe, còn mắt đằng sau sẽ được lắp vào vị trí đằng kính hậu của xe. Đây, rất là gọn nhé anh em nhé. Đấy, lắp vào rất là gọn và rất là nhìn rất là thẩm mỹ. Còn ngoài ra mà anh em muốn mua xe mới thì ở trong xe nó sẽ có những cái chi tiết nhựa bóng và cái màn hình táp lô và những chi tiết như thế này, thì anh em muốn bảo vệ tốt cho mình chiếc xe của mình thì anh em hãy sử dụng những cái chi tiết dán PVF để chống xước như này, bởi anh em thời gian đi lâu rồi nó sẽ bị những cái nhựa bóng này nó sẽ bạc đi và nó xước đi nhìn rất là xấu. Đấy, trang bị ngay một bộ PVF phục hồi vết xước này thì nó đã đảm bảo cho anh em cái xe của anh em đi 5-10 năm vẫn đẹp và vẫn bền anh em nhé. Còn anh em mà chưa biết nâng cấp cam hành trình ở đâu này, dán PVF nội thất ở đâu này, hãy đến với Agala Thái Nguyên.